Thưa quý vị, sau bão Yagi, mưa lớn kéo dài gây nguy cơ lũ quét và kích hoạt sạt lở đất ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc và ở tỉnh Thanh Hóa. Số khu vực thuộc diện cảnh báo tím rủi ro cấp năng, mức thảm họa liên tục tăng đáng kể trong ngày hôm nay. Một số nơi ở cấp độ 4 là màu đỏ và 3 là màu cam. Trong 24 giờ qua, từ 14 giờ ngày 8 tháng 9 đến 14 giờ ngày 9 tháng 9, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung tại một số điểm của các tỉnh Lào Cai với 337mm, Yên Bái 476,6mm, Hà Giang 495,6mm, Tuyên Quang 248,6mm, Bắc Cạn 274mm, Thái Nguyên 335,4mm, Cao Bằng 246,2mm. Độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra thiên tai cấp độ 5, mức thảm họa tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Bắc Cạn, các tỉnh ở mức độ 4 cấp độ bao gồm Lai Châu, Yên Bái, Tiên Yên, Quảng Ninh, còn các tỉnh còn lại ở nguy cơ thiên tai là cấp độ 3. Dự báo trong chiều tối ngày hôm nay, khu vực các tỉnh Bắc Bộ liên tục có mưa với lượng mưa phổ biến ở miền núi Bắc Bộ từ 30 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Thưa quý vị, sau bão luôn kèm theo là mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi đối mặt với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Lũ quét và sạt lở thường diễn ra theo các giai đoạn kế tiếp nhau, mưa lớn đổ xuống, nước từ sườn dốc tràn vào sông suối, gây xói mòn và sạt lở, cuốn trôi vật liệu, lấp các khu vực thấp trũng. Những hiện tượng này thường xảy ra khi lượng mưa lớn làm mất ổn định địa hình dốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn đã khiến cho mực nước tại các sông dâng cao. Từ nay cho tới ngày 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ và trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Hoàn lưu sau bão số 3 đã gây mưa lớn cho cả khu vực Đồng bằng Trung Du và vùng núi phía Bắc, với lượng mưa trung bình tại nhiều điểm lên tới 100-150mm, có nơi trên 200mm. Và chúng tôi đánh giá là trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh khu vực Bắc, phía Bắc chúng ta, kể cả khu vực Đồng bằng và Trung Du, miền núi, sẽ có tiếp tục có các cái đợt mưa lớn, có nơi mưa lên đến 150-250mm. Thì với cái lượng mưa lớn như vậy, tập trung trong khoảng từ đêm nay cho đến hết ngày mai, thì chúng tôi cảnh báo ở mức độ rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến các cái gây ra các hiện tượng như lũ quét, sạt lở đất, cũng như là ngập úng đô thị và vùng trũng thấp. Tính đến 13 giờ chiều nay, nhiều sông mực nước đã ở trên mức báo động 3 như sông Thao tại Yên Bái với 33,98m, sông Lục Nam tại Lục Nam với 6,67m. Các sông có mực nước ở mức báo động 1, báo động 2 gồm sông Thương tại Phủ Lạng Thương trên mức báo động 2, sông Hoàng Long tại Bến Đế dưới mức báo động 2, sông Lô tại Tuyên Quang, sông Thái Bình tại Phả Lại, sông Hồng tại Hà Nội dưới mức báo động 1. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái tiếp tục và duy trì ở trên mức báo động 3, lũ tại Yên Bái tương đương năm 2008. Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 2, sông Thương trên mức báo động 3, lũ trên sông Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức báo động 3, lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang, sông Thao tại Phú Thọ, sông Thái Bình tiếp tục lên nhanh trên mức báo động 1, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh nhưng vẫn ở mức dưới báo động 1. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Lục Nam sẽ xuống mức báo động 2. Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang tiếp tục lên nhanh và vượt mức báo động 2 vào sáng mai mùng 10 tháng 9. Tại Vũ Quang tiếp tục lên nhanh vượt mức báo động 1 vào chiều mai mùng 10 tháng 9. Lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái sẽ biến đổi chậm và duy trì ở mức trên báo động 3. Lũ trên sông Cầu, sông Thương trên mức báo động 3 và sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 2. Lũ trên sông Thao tại Phú Thọ tiếp tục lên vượt mức báo động 1. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên vượt mức báo động 1 vào đêm mai, mùng 10 tháng 9. Ngoài ra, theo các chuyên gia, lũ quét đặc biệt nguy hiểm có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào có lượng mưa trút xuống nhiều hơn mức đất có thể hấp thụ. Thêm vào đó, hiện tượng này còn xảy ra cực kỳ nhanh. Địa hình địa lý đóng vai trò quan trọng trong cách đất chống chịu với lượng mưa lớn. Nước dâng rất nhanh với những thay đổi lớn có thể xảy ra ngay cả ở những khu vực nhỏ.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, sẽ có sông trên mức báo động 3. Thưa quý vị, mới đây Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại hai tỉnh Sơn La, Điện Biên. Theo đó, từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024, Chính phủ hỗ trợ 20 tỷ đồng cho hai địa phương bao gồm Sơn La 10 tỷ đồng, Điện Biên 10 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống ngay sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La có trách nhiệm phân bổ cụ thể số kinh phí được bổ sung nêu trên, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, không để thất thoát tiêu cực, sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống ngay sau mưa lũ. Những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, số 3 đã có mưa to đến rất to, làm lũ quét, lũ ống làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện hai địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, bão số 3 gây thiệt hại lớn đến các tàu thuyền trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh với rất nhiều tàu thuyền neo đậu bị đắm, bè nuôi trồng thủy sản bị trôi dạt. Theo báo cáo từ Văn phòng Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận nhiều sự cố tai nạn trên biển khiến nhiều thuyền viên đang mất tích do chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3. Các lực lượng chức năng đang chạy đua tìm kiếm cứu nạn trên biển. Trên vùng biển từ Quảng Yên đến Vân Đồn, bao gồm cả vùng biển Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, vẫn còn người gặp nạn bị mắc kẹt. Các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng vũ trang, đang tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm, thiết lập sở chỉ huy tại hiện trường, chạy đua với thời gian để cố gắng đảm bảo an toàn tối đa cho người dân. Đã có hơn 30 năm kinh nghiệm đi biển, thuyền trưởng Lê Văn Tiến, 50 tuổi, hiện trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là một trong ba thuyền viên của tàu VT09 sống sót trở về. Neo đậu tại cột số 8 Hồng Gai, khi bão về ngày 7 tháng 9, tàu xà lan số hiệu VT09 trọng tải 1.000 tấn trong đã bất ngờ bị gió, bão đánh đứt cáp neo, đẩy ra khơi xa. Vào thời điểm này, ngoài anh Tiến, trên tàu còn có 8 thuyền viên. Đến sáng ngày hôm sau, anh Tiến cùng 2 thuyền viên trong đoàn được một thuyền chài phát hiện khi mắc kẹt trên xà lan, và đã được ngư dân địa phương ứng cứu đưa trở về bờ. Bắt đầu thổi vào nó rơi khoảng tầm hơn 9 giờ. Hơn 9 giờ thì nói chúng tôi đã có phương án là nổ máy để hỗ trợ, để đỡ gió. Thế nhưng mà được khoảng tầm hơn 2 tiếng, thì sau 12 giờ trưa, thì lúc đấy là khi chắc núi là bão, tâm bão nó đổ bộ đến là lúc đấy không có nghỉ chống đỡ nữa. Là đoàn trôi dạt là tung tành ra hết, cảm thấy vui mừng. Nhưng mà cũng rất là đang rất là tâm trạng rất đang đau buồn. Là bây giờ vì nó chưa biết được các thông tin của đồng đội anh em là phương tiện như thế nào cả. Nên là hiện tại tâm trạng rất là rối bời như thế. Này, cũng từ mọi cách tìm thông tin liên lạc nhưng mà nó đều không có tín hiệu. Cái lúc 2 giờ thì anh bảo là để anh tìm đường sống, xong anh gọi về. Và đến lúc 4 giờ thì anh bảo anh sống rồi. Và đến 2 giờ sáng hôm qua thì anh bảo anh đang bình yên nhưng mà mình vẫn không thể nào mà ngủ được. Rất là vui sướng và xúc động, không có gì quý hơn. Đến chiều ngày 8 tháng 9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết 43 thuyền viên của 8 tàu và xà lan gặp nạn trên biển do ảnh hưởng của bão số 3 vừa được cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển cứu nạn thành công. Hiện 43 thuyền viên trên các phương tiện nêu trên đã được đưa lên tàu cảnh sát biển 8004 an toàn, sức khỏe đều ổn định. Tàu cảnh sát biển 8004 và hai xuồng cảnh sát biển 721, 722 đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn ở các khu vực trên. Hiện nay các ngành lực lượng chức năng tiếp tục vận hành các cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp nhịp nhàng để tiến hành cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo ở mức độ tốt nhất về tính mạng, sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị, theo thống kê bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến 10 giờ sáng nay có 37 người chết, mất tích, trong đó do bão 9 người, sạt lở đất, lũ quét 23 người, do lũ cuốn 5 người và 251 người bị thương.
gần 10.000 nhà ở bị hư hỏng, 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Hầu hết các tàu thuyền đã nằm trong khu neo đậu tránh trú bão. Về nông nghiệp, gần 125.000 ha lúa, trên 22.000 ha hoa màu bị ngập úng và thiệt hại, gần 7.000 ha cây ăn quả bị hư hại, trên 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, và chăn nuôi ít bị ảnh hưởng hơn, hiện có 190.000 con gia cầm, 79 con gia súc bị chết. Trước ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, chiều ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp thông tin về một số giải pháp cấp bách cần triển khai để khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thành lập đoàn công tác đến các địa phương, nắm tình hình, xem xét, áp dụng chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại hoa màu, thủy sản do bão, khôi phục sản xuất theo đúng tinh thần, gọn nhẹ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Trước tình hình có khoảng 125.000 ha lúa và trên 22.000 ha hoa màu bị ngập úng, Cục Thủy lợi cho biết đã chỉ đạo vận hành các trạm bơm và hệ thống công trình thủy lợi để tiêu úng, đồng thời đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, nhất là các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đã đầy nước như hồ Núi Cốc, Thái Nguyên, hồ Cẩm Sơn ở Bắc Giang. Hai hồ chứa lớn hiện nay là hồ Núi Cốc hiện nay thì cũng đã đạt được đến mực nước dâng bình thường và hiện nay đang điều tiết xả xuống hạ du là 180 mét khối giây. Hồ thứ hai là hồ Cẩm Sơn hiện nay là cũng đạt trên 100%, 110% cái công suất thiết kế, nghĩa là trên mực nước dâng bình thường một chút, thì hiện nay cũng đang điều tiết về hạ du là 120 mét khối trên giây. Thì đây là hai cái hồ chứa lớn đang được bộ cục trực tiếp chỉ đạo để làm sao có cái cân đối điều tiết, nó thứ nhất là đảm bảo an toàn công trình, cái hai là cũng cân đối làm sao cho phù hợp hài hòa cái ngập lụt hạ du. Công tác quản lý đê điều và phòng chống thiên tai tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là đảm bảo an toàn các trọng điểm đê sung yếu. Các đơn vị của bộ như cục trồng trọt, cục bảo vệ thực vật, cục chăn nuôi, cục thú y, cục thủy sản cũng đã nêu các giải pháp cần khẩn trương thực hiện như thu hoạch lúa mùa với phương châm xanh nhà hơn già đồng, thu hoạch nhanh gọn rau màu đến kỳ thu hoạch, sẵn sàng nguồn giống để hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản sau bão lũ. Chuồng nuôi, lồng nuôi nó sẽ bị phá hỏng, mầm bệnh nó phát tán ra môi trường, nó lây từ chỗ này sang chỗ khác rất là nhiều. Thì ngày hôm nay đã tham mưu cho bộ đã ban hành cái công văn 6641 để chỉ đạo các địa phương. Thứ hai là trước khi bão xảy ra mà từ ngày hôm mùng 7 là cũng đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt các chi cục thú y vùng, các trung tâm chẩn đoán và chi cục địa phương là nắm bắt kịp thời cái diễn biến bão cũng như là tình hình thiệt hại để có cái biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cơn bão số 3 cơn bão rất mạnh, gây ra thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp, thì chúng ta đã có một cái hệ thống giải pháp và giao cho các đơn vị tổ chức thực hiện và văn bản chỉ đạo cho các địa phương cùng với cái dự báo sẽ có những kịch bản nó sát thực hiện và đảm bảo được cái hiệu quả cao nhất. Dự báo ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trong ngày mai lượng mưa trung bình từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Do đó, các biện pháp cấp bách hiện nay là triển khai ứng phó hậu quả của hoàn lưu bão như lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún, đảm bảo an toàn cho người dân. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm về số thiệt hại do mưa bão Yagi được cập nhật cho đến thời điểm này đã tăng lên con số 64 người, trong đó 49 người chết do sạt lở đất, lũ quét. Miền núi phía Bắc tiếp tục mưa lớn, lũ dâng cao.